chúng ta sao về lòng trung thực. Cô Châu, cô Châu, dạ cô Châu có tiền không cho cô mượn đi. Cô đâu phải là cái máy in tiền của con đâu. Chị Diệp, chị Diệp quá. Muốn trở thành một quản gia cao cấp, chúng ta cần phải biết những gì. Chủ có bao nhiêu con dao, có bao nhiêu cái thớt, có bao nhiêu cái chảo, có bao nhiêu cái rổ, có bao nhiêu chai nước mắm, có bao nhiêu chai nước tương, có bao nhiêu củ cà rốt, có bao nhiêu củ cà chua, chúng ta cũng cần phải biết. Các con rõ chưa? Con biết rồi. Ngày hôm nay cô Châu muốn dạy cho tụi con cách quản lý tài sản của chủ, đúng không cô Châu? Không hề. Đây, các con hãy nhìn lên cái bảng này đi. Chứ cô có biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ học về lòng trung thực. Ủa là sao không liên quan gì hết vậy? Có liên quan chứ con. Các con hãy nhìn cô đi. Cô nhuộm tóc, cô tự cho là mình nhuộm tóc. Cô không chối cãi điều đó. Con hiểu không? Đó chính là lòng trung thực. Một khi chúng ta đã trung thực, chúng ta sẽ có lòng tin. Mà chúng ta có lòng tin thì chủ sẽ tôn trọng chúng ta. Con hiểu rồi chứ? Đúng. Hay chính quá. Xác. Nhìn cái mặt này là biết hiểu rồi nè. Nó nằm ở cái chữ tôn trọng. Đó. Nhưng mà con ức lắm. Ức cái gì? Cái con mẹ Phượng nhà con đó, bà không có tôn trọng con. Suốt ngày bà la bà chửi, làm cái gì cũng không vừa ý, cái gì cũng kiếm chuyện hết. Tí Dạ. Hãy cô Châu. Cái gì nữa vậy? Cô Châu cho con hỏi một câu được không? Cái miệng này cô Châu là biết có chuyện nhờ giả rồi. Nói. Dạ cô Châu có tiền không cho con mượn đi. Không. Tuần trước mới mượn tiền, tuần này lại mượn nữa. Cô đâu phải là cái máy in tiền của con đâu. Cô Châu yên tâm nha, con mượn vài ngày thôi. Khi nào con lãnh lương cái con trả lại cô Châu liền ha. Nhớ cô Châu. Thôi, cô khỏi cần trả lời. Cô không cho con mượn thì thôi, con sẽ đi mượn chị Diễm. Chị Diễm. Tự nhiên chị mệt Diễm. Quá, đi về nghỉ đi. Chị Diễm ơi, em chưa nói. Chị Diễm ơi, chị Diễm. Ha, chị không cho em mượn thì thôi, em mượn lại cô Châu. Cô Châu ơi, chị Diễm ơi. Cô Châu. Hey. Giống như là mỗi lần mình muốn mượn tiền là cả xã hội xa lánh mình vậy đó. Ba ngàn, năm ngàn, sáu, bảy, tám, chín, mười. Sao đủ tiền đi uống trà sữa với bồ đây? Dỡ ngược cái nhà này lên. Chị để vô nè. Mấy đứa nhà về không có khai chị ra nha chưa. Đứa nào mà khai chị ra chị bắt chị nướng hết đó nha. Trời. Mấy. Mày làm gì vậy? Dạ, con đang tắm. Cái gì? Đang tắm hả? Lộn. Con đang ngắm mấy con cá. Trời ơi, cái hồi đó coi. Quá vậy trời. Mày bớt điên giùm tao cái đi con quỷ. Mai. Dạ. Ra tao biểu mày. Dạ. Mày á, tao đi làm mày ở nhà mày làm ơn mày quét dọn nhà cửa sạch sẽ cho nhà tao nghe chưa? Dạ. Chị. Gì? Sao lúc nào em cũng gọi chị là chị, em xưng là em? Có bao giờ em mày tao với chị không? Vậy cớ làm sao? Chị luôn gọi em là mày, kêu bằng tao.
Chị biết như vậy em rất là tổn thương hả? Vậy thì phải theo mày bây giờ tao phải làm sao? Chị nên gọi là em, xưng là chị. Chị mày tao với em lại mày tao lại với chị. Vậy là mỗi lần mà em nói xong là chị phải dạ em mới đồng ý nữa đúng không? Dạ không cần, không cần, chị chỉ cần ừ là được rồi. Bớt bớt giùm tôi cái. Trời đất ơi, tửng dữ vậy nè. Nè, nghe dặn, tôi đi làm ở nhà phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Trước khi á lau nhà phải quét dọn sạch thật sạch. Để làm gì? Tiết kiệm nước lau nhà, hiểu chưa? Biết cái bình nước lau nhà mua bao nhiêu tiền không? Những 40 ngàn. Đó. Trời ơi trời, chị đi làm cực khổ ngoài đường, chị kiếm tiền về em xài bất cứ cái gì trong nhà này em phải nhấn nhịn một chút xíu giùm chị, nghe chưa? Dạ hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu hiểu. Có một bài ca tiết kiệm mà cần hoài ca tự ngày này qua ngày đó mà chị... Em nhớ, nhớ chị, em nhớ rồi, em nhớ trong đầu rồi chị. Nhớ thì phải làm tốt. Dạ. Điều quan trọng nữa là nhớ cho em bé uống đủ bữa, ngủ đủ giấc giùm tôi, nghe không? Dạ. Thôi tao đi làm à. Ơi, mới nhắc rồi, phải chị em mới chứng tỏ mình là người lễ độ. Vậy bây giờ chị đi làm nha em Mai. Ủa sao còn ngồi đây? À, chị đợi em đồng ý chị mới dám đi làm. Ủa vậy hả? Vậy em đồng ý đó, chị đi làm đi. Biết rồi, giờ chị không biết chị là chủ, em là chủ luôn. Thì chị cho em là chủ thì em cũng làm. Rồi vừa vậy phải rồi nha. Không 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 không, chị mãi mãi là chủ. Chị chủ đi làm đi chị chủ. Vừa phải thôi, tôi đi làm à. Dạ. Chưa ký hợp đồng là thấy đã mai rồi đó. Chị chủ chúc một ngày tăng đồng. Chị đã dặn khi chị đi làm mình phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho em bé. Bởi vậy bây giờ chị đi làm rồi, mình đi chơi thôi. Làm cái gì bấm mà giống như nhà chán vậy hà? Nụ cười thân thiện, nụ cười nhờ vả đúng không? Đi chơi nữa. Dạ. Sao ngày nào cũng đi chơi vậy hả? Cô Châu giữ giùm con bữa nữa nha. Giờ đem qua đây rồi, không nhận sao được. Thiệt tình luôn á, chán tụi bay ghê vậy đó. Suốt ngày cứ chơi với bời à. Nè, khoan. Dạ. Đi tranh thủ giờ sớm nghe chưa? Tôi không có canh tới khuya đâu đó. Dạ biết rồi, con xin về sớm mà, cô Châu yên tâm nha. Thiệt tình luôn. Dạ, con đi nha cô Châu. Thiệt riết hết nói nổi cả ăn mặc kìa. Con làm gì vậy, đứng làm mềm vậy? Trời ơi, nữa hả? Thì nữa. Hôm mai nó gửi nó đi chơi nữa đúng không? Thì ngày nào không vậy? Bởi vì tôi không ưa cái thứ con gái mà rậm ra rậm rực. Con gái gì đâu hả mà núng na núng nín, mê chơi mê trai không thể nào chấp nhận được. Bớt đi, rậm ra rậm rực là mày á, mê trai cũng là mày luôn á, đặt chê người ta. Trời nói gì tổn thương vậy mê trai hồi nào? Tổn thương cái gì? Nó còn trẻ phải cho nó đi chơi chứ. Nó đi chơi nó mới kiếm được chồng, chứ ở nhà hoài cho ế hay sao? Ở đau quá. Mới nói gì vậy? Ở nhà hoài ế, giống ai đó rồi khổ. Không có, hai đứa mình là ế một cặp đó. Tôi là ế già rồi, tôi chấp nhận số phận rồi ha. Đừng có nói như vậy, đừng có bi quan như vậy. Trời đâu phải ai muốn ế là ế đâu. Ế là một cái điều gì đó rất là thiêng liêng. Thiêng liêng lắm hả? Nó gọi là thiêng liêng, nó cao cả, nó vĩ đại, nó vĩ mô, nó toàn cầu lắm. Thôi được rồi, nó ngồi tôi không có hiểu cô nói gì hết trơn trời à. Thôi đi về, đi về mà giữ tấm thanh trung trinh tiết liệt vậy đi, nha. Trời ơi cục cưng ơi, anh xa em á, có một ngày thôi á mà anh thấy nó dài như là 24 tiếng 7 phút 18 giây vậy đó. Trời ơi cục cưng ơi cục cưng, em á có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm á. Vậy hả? Anh cũng có nhiều chuyện muốn nói với cục cưng lắm luôn á. À, cục cưng ơi cục cưng, cái giao diện của anh nó ở đây nè chứ không phải ở trong đó đâu. Không mấy em tương tác trực tiếp với anh được không? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm mà. Để đợi em chút, em trả lời với cái tin nhắn trên Facebook cái nha. Hay là bây giờ anh lấy điện thoại ra, lấy điện thoại ra, hai đứa mình nói chuyện qua lại trên Facebook nha. Ủa vậy luôn á hả? Ừ, lấy nói chuyện trên đây đi, em đang online này, nói chuyện cho nó tiện. Ôi, ngồi kế bên nhau mà làm như xa lắm á. Lên đây, lên đây đi, vui lắm nè. Anh chiều em luôn. Để em say hi anh nha. Hello. À, anh thấy em rồi nè. Chào em. Chào anh. Thấy anh chưa, thấy anh chưa? Đứa trẻ dạo này ngộ nghĩnh quá ha. Gì vậy? Dạ. Ủa? Dạ, em chưa kêu tính tiền mà. Wow. Ủa,
Mình mới ngồi có chút xíu mà 3 tiếng đồng hồ rồi đó hả? Chưa có nói được với nhau lời nào hết trơn mà. Thì đó. Trời ơi, nhưng mà cục cưng à, em không muốn xa anh đâu. Em cũng đâu có muốn xa em đâu cục cưng. Em không muốn xa anh chút nào em đâu cục cưng à. Em à, không mấy mình kêu đồ ăn ra mình ăn đi rồi mình nói chuyện tiếp em ha. À đúng rồi, à, chú chị chủ quán ạ. À. À, bé chủ quán à, bé chủ quán cho chị một số thứ đồ ăn quán em có cái gì mang ra hết cái đó cho chị đi em. Em kêu hết đồ ăn ra luôn hả? Ờ. Anh kêu đồ ăn. Em có tiền mà, anh yên tâm em có tiền. À. Em mới xô được tiền của bà chủ em nữa đúng không? Trời ơi, cục cưng của anh mà. Lợi hại nha. Mình nói chuyện tiếp nha. Có gì giọng vô họng mình vậy đó. Thôi kệ không sao, có được rồi. Vô, vô, vô. Vô. Nên mà thương nè, nên mà thương. Trời ơi, thì có bây giờ sữa đâu ra mà cho nó uống. Đây nè, mày thử coi nóng không? Bỏng lưỡi nhỏ giờ. Được rồi phải không? Đây, đây, làm sao? Âm. Ôi trời ơi, chịu rồi. Trời, cái mặt tay ghét dễ sợ. Trời ơi, nghĩ làm sao mà đứa nhỏ gì mà vô tay con Mai? Mà cái con đó cũng kỳ cục sao á, ăn chơi leo lỏng suốt ngày. Mà có cho con hỏi cái này. Gì? Con Mai á, nó làm gì có tiền mà nó đi chơi hoài vậy? Con này ngủ à. Thì nó đi làm nên tao nó có lương, nó có tiền đi chơi. Có vậy cũng hỏi nữa. Sai, vậy là sai. Mình phải biết suy diễn, vậy là sai. Suy diễn cái gì? Cái bà Mỹ Linh đó, bà keo kiệt, vô cùng keo kiệt có tiếng, trả lương ba cọc ba đồng. Tiền đâu mà trả lương cho nó hậu hĩnh mà nó đi chơi. Mà đi chơi suốt ngày. Đi nhiều khi hơn, nhiều khi bữa nghe nói là đi nguyên điểm đâu. Thôi nha, bớt lại nha. Cái miệng của bay ấy nha, khẩu nghiệp dữ lắm nha con. Cái chuyện có nó không nói có à. Nên tới trời khóc quá là bây giờ sao đây? Chửi thì không gì bú. Bây giờ hát hả? Trời đất ơi, tao hát thì cái cả sớm người ta chửi chết luôn á. Bây giờ hát Ngọc Kinh sao thì hát vậy? Gió mùa thu. Trời đất khóc lớn. Đừng hát nữa. Các bạn hát à. Là em của ngày hôm qua. U na u nằm. Được luôn con ơi. Ơi, nó con nít mà nó giờ nó không có cái gì em gì ở đây. Cái nhạc gì. Ủa trời ơi. Được không? Được đây. Ôi trời ơi, cục cưng. Nín nhờ. Nó khóc càng ngày càng lớn. Từ từ. Hát đi. Cháu ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm khuya trên hè vắng, đưa bé mồ côi. Đang vô gì? Mồ côi đâu mồ côi, con ta có cha có mẹ mồ côi chỗ nào? Không phải cái bài hát nó vậy mà. Vô gì quá. Mà hát cũng đúng bài chết rồi. Nhỏ đó đi. Đây là tin cho mát nha con nha. Ê trời ơi. Cô Linh qua chơi, kiếm Thủy bận lắm cô chủ, bận dữ lắm, lúc trời này là ăn rồi đi riết à. Bận cái đi gì kỳ cục. Ủa có Diễm nữa hả? Diễm cái gì mà khơi gì mà thất thanh vậy cơ em? Qua chơi lúc này thân lắm, qua chơi để chỉ cho nó đẹp nó qua bên vậy. Cô, Thúy đâu cho con gặp cái nhà đẹp lắm, đẹp lắm. Bởi vậy cho con gặp đi, con xin cuộc hẹn dẫn Thúy đó đi coi nhà. Đã nói cô chủ vào đây bận dữ lắm. Đó chưa mà còn về ăn cơm nữa mà. Không thì sao? Cô chủ tôi về rồi tôi nói qua mời cô qua chơi ha. Không sao, con có hẹn. Thôi đi con gọi điện cho về con đợi. Nghe. Đang tập kịch suốt ngày cứ tập tuồng cái con này à. La rần rần nhức cái đầu cái sớm à. Dạ. Hát cả cái lương á. Tập cho nó hát. Tôi hát dở lắm nhưng tập cho nó hát cũng được. Nghe tiếng em bé khóc hả? Ở đâu có tiếng em bé khóc vậy? Em bé đâu? Ở đâu? Em bé ai đẻ bất ngờ. Nó hát. Bây giờ nó hát đó.
Nó đứng im gì có hát đâu. Đó, mày mở nhà hát. Y chang thôi. Ôi. À, y chang đúng không? Thôi thôi thôi, Diễm mày làm ơn giùm tao cái, tao ở nhà tao mà mày hát từ nhà bên bển mà qua tao muốn đứt cái đầu rồi. Dạ dạ dạ. À vậy thôi. Im rồi, đã im. Tiếng em bé khóc rõ ràng. Cái gì vậy em bé? Tiếng em bé khóc rõ ràng. Tiếng không phải tiếng nó luôn. Đây đây tập hát, tập hát. Tao có nghe mày hát đâu. Có có. Bùm chắc bùm chắc bùm bùm đó đó bùm đó đó bùm đó đó bùm 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 chắc. Rồi chém tao lại mày Diễm. Khó chịu quá. Diễm ơi, mày trước khi qua đây mày đánh răng chưa vậy? Hả? Nè, thôi được rồi. Dì Châu. Ừ về đi nghe. Nè, thôi chứ ở đây nó nặng lắm. Con về con tắm. Một lát nữa ông Thúy nó về nói tiếng con chạy qua nha. Cái nhà đẹp lắm. Biết rồi đẹp lắm. Mừng chắc mừng rồi. Trời ơi, tắm hết không hết mùi luôn. Trời ơi. Hú hồn hú vía. Công nhận mày hay. Nuốt xuống mày phun vô mặt tao tao muốn chết. Nuốt vô. Thiệt tình luôn. Đứng lên. Trời ơi, công nhận nhờ mày nha. Nhờ mày mà bà sợ quá bà mới chạy đó. Mệt quá. Nghe cái mùi gì kỳ kỳ mày ơi. Không phải mùi của con đâu. Không phải mùi của mày, đâu chỗ này nè. Hả? Em đi. Tới rồi. Để anh tháo nón ra cho em nha. Không được. Cái này chị em làm mới được thôi. Ôi vậy hả? Cầm giùm em đi. Cho em mượn lại cái đó. Cầm cái này đi. Trời ơi, công phu dữ vậy ha. Dạ. Em hay tự làm khó mình lắm. Thôi, em về nha, tình yêu. Khoan. Dạ. Trời ơi, sắp xa nhau 10 tiếng đồng hồ rồi đó. 10 tiếng là lâu lắm mới được gặp nhau đó. Thì bởi hôm nay thời gian gặp nhau ít quá, không có nói được gì với nhau hết trơn. Đúng rồi, còn biết bao nhiêu lời chưa nói với nhau đó. Mà vậy mà đòi đi vô là đi vô liền vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ trễ rồi, phải về nhà thôi. Đứng yên đó, để tôi bắn cái đã. Hả? Bắn gì? Bắn tim. Ôi trời ơi, vậy hả? Chụp những cái tim rồi. Giữ ở đó đi nha, ngày mai tôi qua tôi gỡ ra cho nha. Bye bye em nha. Thôi về nha, tình yêu. Bye bye tình yêu của anh. Cô Châu cái gì? Hôm nay là về trễ nữa phải không? Thiệt tình luôn á. Lo giữ em cho con á, cô dướng tay dướng chân có làm được cái gì đâu. Mai mốt mà về trễ vậy con có nhận giữ giùm nữa đâu. À dạ, xin lỗi cô Châu nha. Con hứa lần sau con không có về trễ nữa đâu ha. Hứa nữa hả? Nè, bộ mày á là em của Ưng Hoàng Phúc hả? Ủa sao vậy cô? Hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều. Ôi trời, cô Châu này. Châu này cái gì? Trời ơi, biết nghe nhạc trẻ luôn hả? Sao không biết, mê lắm. Cô đã về chứ còn tin dữ lắm hả nghe. Nè, ẵm em về đi. Trời, hồi nãy nha, chút xíu nữa là bị lộ rồi. Cô sợ đứng tim luôn á. Chứ cha không? Ừ. Thôi con về nha. Dạ lẹ. Cô Châu, cảm ơn cô Châu nhiều nha. Ừ, ẵm dạ. Em cẩn thận nha không? Dạ, cảm ơn cô Châu nha. Bữa nào qua gửi nữa. Thôi đi. Trời ơi, con quỷ nhỏ này, trời ơi, tôi nuôi nó để nó làm việc mà nó không làm việc. Hôm suốt ngày ăn với ngủ ra ăn để bây giờ tôi đi làm rồi, tôi đi lau nhà cho nó nữa. Nó đúng là cái con quỷ nhỏ này mà. Hai anh đến cả, hai quen. Mày! Dạ, dạ. Ôi, mày ẵm con tao đi, thì làm gì mà tới giờ này mới về vậy, hả? Dạ, em ẵm nó đi vòng vòng sớm cho nó mở mang kiến thức. Trời ơi, cười con tao có chút ép còn mở mang kiến thức cái gì. Mày ẵm nó giờ này đi ra ngoài đường rồi gió mái cà lơ vất vơ rồi nó bệnh rồi quản rồi sao hả? Tiền bác sĩ ai lo hả? Mày nói lo cho em lo. Mày giỡn mặt với tao hả? Nhưng mà nó đâu bị gì đâu, tự nhiên chị tính toán với em vậy. Mày nói tao tính toán với mày. Trời đất ơi, trời ơi, quá nghiệt chưa trời. Mày nghĩ lại đi nè, nếu như mà mày quên á, tao nhắc cho mày nhớ, từ ngày mày vô mày ở nhà chị có tính toán với mày cái gì đâu, đúng không? Một ngày mày ăn 1 kg gạo, 500 g muối, không 0.05 ml dầu ăn. Tao có tính với mày cái gì, đúng không? Chưa kể hết, mỗi lần mày đi toilet, mày bấm nút mày xả nước tốn từ 3 cho tới 6 lít nước, tao có tính toán cái gì với mày, hả? Mày nhớ không? Rồi nữa không? Đó, cứ mỗi lần. Mày vừa phải mày thôi. Ui dạ. Cái gì vậy?
đau bụng quá. Ui giá sư, tự nhiên đau bụng quá vậy. Mày đừng ẩm em bé mày quá. Ẩm em bé coi. Đưa đây. Ôi mày đừng có xạo xạo mày. Trời đất ơi, tao đi làm kiếm tiền về tao nuôi cả cái nhà này. Không ai tiết kiệm tao mới là người đau nè. Chị làm ơn chị bớt nói giùm được không? Em đau bụng quá mà chị nói nhiều dữ vậy. Không có em. Tao thương mày tao mới nói. Chứ mà là người khác, người dân nha, tao tặng cổ ra khỏi nhà rồi. Tao đau quá. Bớt diễn sâu giùm tao một cái. Điên, cái số tiền mà tao thuê mày á là để tao thuê con bà nào đó giống như bà Châu lớn tuổi, vừa có kinh nghiệm nha, mà vừa lớn tuổi không ăn chơi liêu lỏng như mày. Con điên thì tao đang nói chuyện rồi mày nằm im mày. Kiếm cớ cơ mà. Mai, vậy coi. Mai. 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 Từ từ, bình tĩnh. Đời là vô thường, cuộc sống ngắn ngủi lắm. Phải sống chậm thôi để thưởng thức từng giây phút của cuộc sống. Đừng có vội uổng lắm. Đau bụng muốn chết mà còn kêu thưởng thức cuộc sống nữa. Đau cũng là một phần của cuộc sống. Cuộc sống dễ thương, nhiệm màu đến cỡ cái chết cũng phải lòng. Trích trong cuốn Cuộc sống đắc nhân tâm của nhà văn Dale Carnegie, Nguyễn Dương Lê dịch sang tiếng Việt. Đã đọc chưa? Đã chưa. Nên đọc. Sách là chìa khóa mở cửa các tâm hồn. Dạ, vậy xin phép bác sĩ em đi. Đi đâu? Dạ, em đi mở cửa tâm hồn. Cô rảnh lắm. Trời ơi, bác sĩ làm em liệu. Hai người làm ơn bớt mở cửa tâm hồn được không? Em đau quá. Thôi, chị xin lỗi. Bác sĩ khám cho em tôi đi. Đau quá. Đau bụng, chứ phải đau. Đau bụng là cái gì nè? Cái bụng nè. Bình tĩnh. Tiếng gì kỳ vậy? Tiếng của cái bụng kêu, cái ruột nó kêu á. À, đừng vô quá. Trời ơi, nghe được gì chưa? Rồi, từ từ, bình tĩnh, sống chậm thôi. Ôi, em đau quá. Sống chậm thôi, đừng có đạp, đời là vô thường. Giờ sao bác sĩ, giờ sao nữa? Từ từ. Nhưng mà em đau quá. Mày ơi, bác sĩ ơi, xin lỗi bác sĩ. Dạ, xin lỗi bác sĩ ơi, mai. Ôi, đau quá. Bác sĩ ơi, em xin lỗi bác sĩ. Sống chậm thôi. Đây, tay nâng ly nước, biết mình đang nâng ly nước. Dạ. Tay cầm viên thuốc, biết mình đang cầm viên thuốc. Dạ. Và đưa cho mình. Mai ơi. Được. Uống đi, uống thuốc. Từ. Uống thuốc. Tăng động là rất tốt. Tăng động rất tốt. Bác sĩ dẹp đi, dẹp giùm lẹ. Đau quá. Xong chưa? Hít thở đều. Một, hai. Ổn rồi bác sĩ. Hết bệnh rồi. Ổn. Toilet đâu? Đời ngắn ngủi, sống chậm thôi. Xỏ chân vô dép đi. Xỏ chân vô. Lẹ. Toilet nhanh là bự. Bên đây. Bên đây. Là vách tường. Toilet bên đây. Kéo rồi. Từ em. Sao rồi em? Sao rồi? Chưa hết hay sao mà đi chân hình chữ Z vậy? Xin lỗi con. Rồi, tiếp. Ngồi yên. Dạ. Theo dõi hơi thở. Dạ. Sao rồi? À đúng rồi, hít thở. Giỏi. Cảm ơn bác sĩ. Mai mốt nhớ ăn uống chánh niệm. Ăn uống chánh niệm là sao? Chánh niệm là sao? Là thân tâm nhất như. Rồi mình ăn cái gì, mình đưa cái gì vô miệng, mình biết mình đưa cái gì. Mình nhai từng cái, mình cảm nhận được nó. Cuộc sống ngắn ngủi vô thường lắm. Ông bà có nói câu, quả tùng khẩu xuất, và bệnh tùng khẩu nhập. Nghĩa là gì bác sĩ? Nghĩa là đa thực thì cực thân, cũng hán luôn, khó hiểu quá. Không hiểu gì hết á. Tiếng Việt. Nghĩa là ăn nhiều thức ăn quá hại thân. Hiểu rồi. Bởi vì con vật á, nó chết vì miếng ăn. Chúng ta là con người, chúng ta đừng phải sống giống con vật. Chúng ta phải đừng có chết vì miếng ăn. Mà chúng ta có thể chết vì cái khác, ví dụ như tiền. Nhắc mới nhớ, 500 ngàn. Bác sĩ kỳ quá bác sĩ. Đang nói chuyện chữa bệnh rồi tự nhiên chơi 5-10-15 giây chi vậy? Ủa cô bệnh hả? Khám luôn. Khám chi tôi? Cô bệnh mà, tôi có đâu có chơi 5-10 đâu. Tôi kêu 500 ngàn tiền công và thuốc uống. Cái gì? 500 ngàn. 500 ngàn Việt Nam đồng. Một chi thuốc 500 ngàn. Đời ngắn ngủi, đừng có so đo.
đừng có để những chuyện nhỏ nhặt nó ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp này. Phải, nhưng mà 500 ngàn. Trời ơi, ý của tôi là tôi dẫn con em tôi đi khám bệnh gấp quá, vội quá rồi tôi không có đem tờ độc bạc này đâu người đó. Bây giờ tôi quyết định vậy nè, bác sĩ nhân từ phúc đức nha, bác sĩ làm ơn nhận mai này nè, ở đợi cho bác sĩ, tôi làm việc kiếm tiền, nó trả tiền phí lại cho bác sĩ nha. Ha? Đời ngắn ngủi bớt giỡn. Đúng rồi đó, bớt giỡn. Nghĩ sao vậy? Mới hết bệnh tự nhiên đi bắt ở đợ. Chị đâu có giỡn đâu. Chị đâu có đem tôi tiền trong người, lấy tiền đâu chị trả cho em. Nè, chị không có tiền thì lấy tiền em nè. Em cho chị mượn 500 ngàn. Chị trả tiền chữa bệnh cho em, xong về nhà chị trả lại em 500 ngàn. Em cho chị mượn 500 ngàn. Đúng. Ủa cái gì vậy Mai? Chị nhớ không làm là cái tiền lương hàng tháng chị gửi thẳng về cho ba mẹ em với quê. Còn mỗi tháng em chỉ có mấy chục ngàn tiền lẻ chị đưa cho em hả? Ôi Mai, gì vậy? Mày ăn cắp tiền tao đúng không? Đúng không? Không có nha, không có nha. Tiền chợ hàng ngày mày cũng ăn xén đúng không? Không có nha. Mày có hay không mày khai mau. Nè, chị cuộc sống là cái dẹp tham sân. Thái độ vừa rồi là sân. Không tốt. Hít thở. Đôi khi không cần biết tiền nguồn gốc từ đâu. Có những thứ không cần biết tìm ngõ nguồn gốc của nó. Hãy đưa tiền nhanh lên, tôi già rồi, cái chết nó đuổi sát đất sau lưng, đưa tiền đây. Ông tao lao không nội. Trời ơi, tôi không quan tâm tới ông nữa. Mày, dạ, dạ, nói một lần nữa, em nói rõ ràng đi, tiền này ở đâu ra? Tối nay mày khỏi ngủ với tao đi chưa? Không, không có, tiền này là tiền của em nha. Tiền này là em dành dụm, dành dụm mới có được. Là tiền của em đó, tiền của em trả. Nhưng mà em. Dạ, đi lấy bác sĩ cho. Đưa tiền này cho tôi. Tiền này, nghi lắm. Tiền của em. Đời là phù du, tiền bạc là phù phiếm. Hãy biết bỏ, buông bỏ thì mới có hạnh phúc được.